bố lôi, bố lôi là thần tiên tiên gà. À, dạ. Đang nướng. Đang nướng đầu à? Đang cu này, cu em này cứ nướng. Ngồi chuyện đấy thôi. Bảo sao không không nói gì? Đây, tiên gà. Đây, mời. Xin mời. Ánh tiên gà đây. Ở nhà là bỏ bao nhiêu bao ở bàn là ăn hết mọi người ạ. Nhãn hàng gửi đến là bố lôi ăn thôi. Chân gà thì có một loại hay là hai loại vậy? Hai loại, một loại có xương, một loại vô xương. Đi ra đi. Chân gà thì hôm nay là có hai loại, một loại có xương, có một tròn lên luôn. Trời ơi, có 142 thôi. 142k thôi. Là bao nhiêu cái? Có mua 20 chân này. 20 chân. Chân gì? Chân gà. Một túi 20 chân à? Một túi là có 20 chân gà. Một con sẽ có hai loại, một loại rút xương và một loại không rút xương. À. Một loại rút xương, một loại là không xương. Nào, ăn thử đấy. Em có la có buồn không? Ăn thử đấy không rút xương xem nào. Cái này là đảm bảo an toàn cho mọi người. Cái này là hàng Việt Nam. Bình thường là Nhật Lệ bán là có giá là 160k, nhưng mà hôm nay là đi của mình là có uy tín, là về lại giá là 142k thôi mọi người ơi. 142k là có combo là 20 chân gà. Đây là loại rút xương. 20 chân gà. Đây là loại có xương. Chấm này. Mình đi ăn là có xương hơn. Vào cái phần mà thông số vị tròn này thì mọi người có thể chọn loài 20 chân rút xương để vị hai hoặc là chữ chi nào còn là không có được mọi người nhá. Đón con à? Đấy, đây. Mọi người khi mà mọi người ấn vào lúc mua mọi người đúng không? Mọi người muốn mua là 20 cái có chân có xương hoặc là 20 cái rút xương nhá thì mọi người ấn vào rồi hàng cho mình này. Đấy, mọi người vào cái phần này. Mọi người chọn cho mình cái gì nhỉ? Đây, chọn cá tùy chọn nha mọi người nhá. Đây có cả thông số này. Mọi người thích ăn cay hay là ăn rút xương hay là không có xương nhá. Đấy mọi người chọn cho em cái này. Đấy cho mọi người nhá. Đấy giá của nó là 142k này, giá cực kỳ hời luôn nhá. Bình thường là không có giá này đâu. Giá như biết của nó là bình thường là mình thấy là một bình thường 200k mình mua ở ngoài siêu thị ấy. Ngày xưa là chưa có cái này thì là mình nhập lên toàn nhiều mình đi mua. Mình mua ở siêu thị ấy thì là một gói này là 10k. 10 đến 12k. 13k, 15k. Nhưng mà hôm nay mà có cái giá này là 10k là mình thấy quá hời rồi. Nhưng mà hôm nay TikTok lại cho hỗ trợ bên mình là có giá 142k cho 20 gói này. Cái này là vô chơi từ TikTok nha mọi người. Có 100 suất đấy ạ. 100 suất mọi người ơi. Có loài là đây, loài này là loài chân gà rút xương, tức là không có xương nữa. Còn cái này là chân gà có xương. Đấy, chân gà này là có xương. Thì trong cái phần cái chó này rút xương thì không có xương nữa. Đúng không ạ? Một loài rút xương và loài không có xương nữa. Trong phần tiền chó nhá, thì những anh nhà bác sĩ nào mà không thích cái mà chân gà có xương thì mọi người cứ chọn cho em nhá. Mình phải nói như thế thì view mới nó cao được, hiểu không? Cái chiêu đấy. Giờ cứ cái người ta mới quý. Từ khôn quá thì người ta không thích đâu. Ok rồi, rồi vài deal thôi mọi người có thể vào săn nhé. Rồi, vẫn còn deal giá rẻ, mọi người có thể là vào trong giỏ hàng để săn nha mọi người nhá. Rồi, được rồi, đi ra thôi. Đấy, cái đúng là bọn em lên đầu line rồi ạ. Giờ là... Vulu à? Vulu á. Đây là một trong những mặt hàng ăn vặt đấy, bánh gulu. Không biết các bạn gulu đang có xem live không ạ? Bạn nào gulu đang xem live comment cho mình phát nhỉ? Có rồi rồi anh Hải. Bánh trung thu là hết rồi mọi người ơi, bánh trung thu này hết rồi. Bánh cái này là bán theo combo hay là bán như thế nào nhỉ? Bán combo 6. Combo 6. À bán theo là combo 6. Thì là ở đây bánh gulu có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì chắc chắn là có 6 loại rồi. Đấy, có 6 loại xem nào, nhiều loại thế nhỉ. Loại có sẽ có siêu cay này. Giá bao nhiêu nhỉ?
lên giá đi, giá niêm yết của nó là 660k đấy, mà hôm nay có giá là đổ ba, đổ ba là 312k thôi, 312k cho 6 gói Gulu này. Gulu vì này là vị gì? Gulu heo nướng. Gulu heo nướng sẽ, bây giờ mình sẽ review từng vị một nhá. À, nó sẽ có vị hương vị siêu cay và hương vị tiêu đen, hương vị Tây Bắc, có phải bóc ra thử chứ nhỉ? Hương vị trứng muối, hương vị tê cay, lại siêu cao kìa, và hương vị mật ong. Rồi, rồi đi xin nhỉ? Anh chưa ngồi đi. Đây anh đi. Thôi để anh đứng lên. Anh đứng lên để một mình anh. Hôm đấy vẫn thấy mà. Mọi người một phần xin cho mọi người ơi. Mà một gói này thì sẽ có trọng lượng là 100g nhá, 100g. Thì 6 gói là 600g. À, mọi người bây giờ đang xem muốn là mình ăn cái loại gì là để mình review à? Bóc luôn này. Đấy. Phần xin cho mọi người nhá. Tất cả các sản phẩm bên em là đều được phần xin tính là. Nay có Duca không? Có cho bạn nha, một chút nữa nhá. À, cái loại cay gì ạ? Vâng, em sẽ lên cho chị cái loại cay luôn. À, siêu cay đấy. Không những cay mà còn siêu cay nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Cái này một cái combo này là mua về cả gia đình, ai thích ăn cay thì cay mà ai không thích ăn cay thì là không cay. Như mình ăn thì mình thấy là tiêu đen là ngon nhất. Thơm trong một cái gói này để ra xem bao nhiêu gói à? Anh đếm đi. Một cái gói như này này, xem nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 gói cho một gói to này, 100g 18 cái nhỏ nhỏ như này 100g. Trọng lượng của nó là 100g nha mọi người. Một cái gói to này. Giá là của nó là, anh biết của nó là 660k cho 6 gói. Nhưng mà trong cái live stream của Hoàng với Tiến ấy thì để lại cho mọi người là giá là 312k thôi. Được free ship này 312k cho một người cho combo 6 gói này, 6 vị khác nhau không anh? À, bình thường là bên hãng là sẽ bán là 100k một gói như này. Và hôm nay là giá chỉ còn có 312k thì nó sẽ tương đương, nó rơi vào tầm là 50k một gói. 50k một gói thôi chứ cả nhà mình nhá. Có 50k một gói này thôi. Ngon lắm. Mà bán theo hình thức là combo 6. Vâng. Ăn cái này siêu cay. Đúng là cái loại siêu cay là nó cũng tương đối cay đấy. Cái này mà anh nào mà có tí gì đấy mà uống cùng nữa thì là đâu, các bạn đang vừa bảo ăn cái gì? Trứng muối à? Trứng muối. Đây. Để có sao không em? Mật ong là cho các em ăn. Ừ. Mật ong thì có ăn thì mật ong là trứng muối là trẻ em. Đó là cảm ơn Tử Vi nhá. Mật ong thì cho cả trẻ em ăn nha. Ừ. Cả trẻ em mà không ăn cay ấy. Thì mọi người cứ để cho trẻ em ăn. Mật ong là không ai. Muối trứng. Còn những người lớn thì chắc ăn cay được thì mọi người cứ mua về ăn. Ăn vào nó bom mồm luôn. Cái này xem phim này. Hoặc là đi chơi, đi du lịch. Đúng mặc siêu cay của khác cực kỳ luôn. Cái này một cái ông học sinh sinh viên ấy ăn này cực kỳ nghiền luôn. Cái ăn vặt này là nghiền đấy, ăn vặt vứt ở nhà là ăn vặt. Anh là phải mua cho các chị đấy, mua cho người yêu. Mua đâu nữa, mua trong cái của Hoàng Tiến này. Bánh trung thu thì hẹn mọi người là buổi live sau nhá. Bánh trung thu hai hôm là mới ra được 1.000 chiếc. Đây là mình mới đóng nhá. Bánh này thì ngon vô cùng tận. Anh đang làm mưa làm gió luôn. Làm mưa làm gió luôn. Hôm qua